con á là kiểu như là nếu như mà xác định mà có quen ông này á thì phải ông này với là người yêu cũ á là không có quen hệ biết gì hết á, không có quen. Chứ còn mà đã là bạn bè là con sẽ không quen ông này. Rồi đi, tao mà có cua được mày á là tao cho mày chờ cả đời luôn. Chờ đi, tao mà có cua được mày á là tao cho mày chờ cả đời luôn. Con cua ổng về hiện tượng con mặt trước mặt luôn. Đi làm về 10 giờ ha là con phải cất công con chạy qua nhà con đứng con chờ. Rồi hả? Uống trà sữa là con chạy lên tận Sài Gòn con mua về cho uống. Mua trà sữa coi. Đi chơi những cái lần sau này là con trả tiền hay nó trả? Con trả. Trời ơi, bên này, tại bên này chủ động hết mà. Nó chuẩn dữ vậy trời ơi, nó bị tình thân lắm, nó con bé trai ghê luôn á. Rồi đó. Khi mà ông đã thích mình rồi đó, con có hả hê không? Mà con có để ông chờ suốt đời không? Không. Không. Con tên Kim Khánh Di, con nay 27 tuổi. Họ Kim. Wow, Kim trọng được, chắc cũng là công việc. Và hiện tại đang ở đâu? Con hiện tại là con đang làm tài xế lái xe ở khu nghiệp Biên Hòa 2 á, chú. Là các con ở Biên Hòa. Dạ, tụi con chạy từ Biên Hòa xuống đây. Rồi. Dạ, con tên là Nguyễn Hồng Ngọc Trinh, nay con 27 tuổi, con làm công ty. Con cũng đến từ Đồng Nai. Trinh với Khánh Duy là bằng tuổi, đúng không? Dạ đúng rồi. Hai đứa có phải là mối tình thanh mai trúc mã không? Tụi con quen nhau là tình cờ thôi. Đâu kể cho chú nghe coi, quen nhau là sao? Đợt đó thì nói chung là con với vợ con á có bạn Facebook nhau rồi mà không biết. Rồi đợt đó con dắt cháu con đi chơi, cháu con nó đòi á là chụp cái cảnh đó thì con mới thấy là ông này đã chụp rồi. Cái con mới vô nhắn tin Facebook, con mới hỏi là anh ơi cho em hỏi là cái chỗ này chụp ở đâu. Rồi ổng mới chỉ con là vậy á, xong cái chuyến đó về á là ổng mới coi với ổng có kiểu như comment qua lại thôi chứ không có nhắn tin. Lúc đó là con có quen người khác rồi, xong rồi cái không quen người đó nữa. Con mới comment qua lại tiếp, cái vô tình có một cái tiệc sinh nhật của một cái người bạn. Mà người bạn đó là mời ông này, rồi mời con, rồi mời thêm người yêu cũ của con nữa. Mà tính của con á là kiểu như là nếu như mà xác định mà có quen ông này á thì phải ông này với là người yêu cũ là không có quen hệ biết gì hết á, con mới quen. Chứ còn mà đã là bạn bè là con sẽ không quen ông này. Nên con mới thử đi xong rồi cái về cái ổng tới ổng rước con. Tới rồi con mới kêu ổng á là anh chờ xíu đi. Cái ổng bảo là xíu là bao lâu. Cái con suy nghĩ nói sao cái thằng này con trai mà nó nghĩ sao nó nói chuyện mình vậy ta. Chờ đi, tao mà có cua được mày á là tao cho mày chờ cả đời luôn. Chờ đi, tao mà có cua được mày á là tao cho mày chờ cả đời luôn. Cua chả bỏ luôn á. Cua chả bỏ giấy chứ con đâu có ôm này đâu. Con không có thích, lúc đầu con đâu có xác định là con sẽ quen ông này đâu. Chỉ là comment qua lại cho vui thôi đúng không? Trước khi con quen vợ con á, cũng có quen một người mà bên nhà con không chịu. Cứ buồn buồn cuối tuần là xách xe cứ đi Đà Lạt hoặc Nha Trang rồi đi xe máy không à. Đi cho khô đi cho dạ. Đúng cái về cái đợt đó vợ con có hay nhắn tin cho con. Mà cái mình suy nghĩ vậy, thôi mình cũng muốn quen con người ta nữa, quen mất công không đi tới đâu mất công làm phiền người ta. Cứ nhắn tin suốt à, mà con thấy tin nhắn con không trả lời. Vậy đó. Mà ổng càng im là con lại càng nhắn. Xong rồi con cua ổng về hiện tượng. Con mặt trước mặt luôn. Cũng đi làm về 10 giờ ha là con cũng phải cất công con chạy qua nhà con đứng con chờ. Rồi hả? Uống trà sữa là con chạy lên tận Sài Gòn con mua về cho uống. Mua mà mua trà sữa coi. Trời ơi, lên tới Sài Gòn mua trà sữa cho ổng luôn. Ông nào mà không đổ trời. Rồi sao? Con có đổ không? Mà lúc đó con cũng không có biết, con không quan tâm trà sữa coi là mắc nhất hay là gì ở Biên Hòa. Mà người ta đưa mình có lòng mình đem về mình uống thôi chứ. Với lúc đó mình suy nghĩ trong đầu sao tốt mình dữ người ta. Mà nhiều khi mình im lặng vậy mình không trả lời nó thì thấy kỳ quá. Cứ nhắn tin thấy tin nhắn cái trả lời à. Mà nhiều khi sáng con mới trả lời, con nói là anh đi làm rồi. Trả lời cho có vậy, xong cái nào rảnh chiều về anh nhắn tin em nha. Tới chiều về em cũng con cũng im luôn. Im ru luôn, con phải vận động hết chất xám của con kia mà là con suy nghĩ cái câu để con nói chuyện trước. Xong ổng mới trả lời con. Kiểu là vợ con là người bắt chuyện cho con nói chuyện trước á. Nhưng mà đi chơi những cái lần sau này là con trả tiền hay nó trả? Con trả. Trời ơi, bên này, thấy bên này chủ động hết mà. Nó chẳng dữ vậy trời ơi, nó bị tình thân thôi. Nó đó con bé trai ghê luôn á. Rồi đó. Nhưng mà nó nghe này. Có lúc thì nói chung cũng chia ra trả, có hôm thì vợ con trả, có hôm con trả, kiểu vậy. Theo lẽ là con phải trả hết tuần là tại vì nguyên một tuần lễ kia là nó đã mua trà sữa một đoạn cho con rồi. Nhưng mà Trinh ơi, chú hỏi nè, cái này là con khoái ổng chưa? Hay chưa, là vẫn trong kế hoạch không, là con... Con cua cho bỏ ghét mà, con không có thương ổng. Mày dính tao rồi là tao bỏ cho mày chết. Đúng không? Bắt mày chờ cả đời. Bắt mày chờ cả đời. Đó, chờ. Rồi đến khi nào nó mới dính à? Đi Đà Lạt. Sao? Đi Đà Lạt con... Dạ, đến đó chắc dính luôn. Ổng ở trong cái nhóm phượt thủ á, là đi cái Đà Lạt đó là mấy chục người á. Ổng mới nói với con là lễ đi như vậy á. Cái xong cái con mới lên kế hoạch, con nói là con đi. Thì hôm đó thì con chở vợ con. Như lên đó rồi mấy anh chị trong nhóm hỏi nữa chở ai là hàng xóm. Hàng xóm lại chim. Lại chim con coi xong rồi cái mới cái anh cái bên hỏi nè, ơi mày với nhỏ đó là gì vậy? Quay qua nói vậy nè, hàng xóm thôi. Ủa, con điên không? Con điên không? Con đang coi nữa.
cánh đàn ông người ta nhậu người ta xong á, người ta chuẩn bị người ta vô người ta ngủ rồi, bắt đầu tới vợ con bài ra nhậu, tối xỉn vô phòng ối luôn, tối xỉn vô phòng ối luôn. Mà tới sáng cái ối phải đi giặt cái tấm tấm ga tấm mền luôn á. Người ta hỏi sáng như vậy mấy anh chị hỏi con là tối ai ối vậy, đâu dám nói vợ ối đâu, là tối em ối. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới thật sự là có cảm tình với nhau? Chứ nói chung là đi về con cũng đã có thích rồi. Có rồi đúng không? Cái con còn đi nói đám bạn tụi con chơi chung, học chung cấp 2 mà nói, ơi mới quen được con bé đi Đà Lạt đã lắm. Tới cuối cùng về dở ra tới sau này mới biết quá ra mình là thóc, mình không phải là gà. Đúng rồi. Là mình bị dụ. Mình bị mà, mình bị nói chung là nằm trong kế hoạch của vợ đó rồi. Đi nước bước đó. Dạ, đó. Con nói là vì mấy người nhận mấy người là gà, bây giờ tôi là quạ rồi. Cái chuyến đó là không có mừng ăn gì luôn á. Dạ đúng không, tại vì ở trong cái phòng đó là bé cái ối nữa. Nắm tay được không? Có. Nắm tay hay là hôn má rồi để thấy là chứng tỏ là mình thích nhau chứ. Có đúng không? Dạ, cũng có nắm tay thử cảm nhận mình có rung động không đó, này. Khi mà ổng đã thích mình rồi đó, con có hả hê không? Mà con có để ổng chờ suốt đời không? Không. Không. Đi Đà Lạt sau chuyến đó về chắc tầm khoảng 2-3 tuần á, là tụi con đi chơi nhiều hơn, tần suất đi chơi nhiều hơn rồi. Rồi chính thức yêu nhau. Nói chung là đã yêu rồi mà không có kiểu dạng không có tỏ tình, không thì đó mới gọi là chính thức đó, mới dạ, gọi là chính thức đó. Chưa nói câu nào yêu thương luôn, nhưng mà đi chơi đã có ôm nhau rồi, có hôn nhau này kia rồi, là đã chịu, chắc là mình nghĩ trong bụng rồi chịu rồi đó. Thôi giờ tới phần kia đi. Dạ. Cái phần khui tật xấu á. Vợ con nó có tật xấu gì không? Đó. Vợ con hả? Có tật hay quên. Đồ đạc để nơi tới chừng không nhớ để đâu. Mà phải hỏi con không à? Mà trong khi đó con có người để đó đâu mà hỏi con. Mà con đã biết nhìn thấy nó nằm ở đó rồi đó. Con nói tôi biết ở đâu rồi đó. Mấy người gắng nhớ lại đi. Kiểu mình thử cái trí nhớ của vợ mình á. Kêu con, nhiều khi con kêu suy là nghĩ vậy hả? Tôi để con cho mấy người. Để tật khác đi. Tật xấu nữa là khác đi con. Giận lên hai chồng giận hờn cái xưng hô mày tao à. Xấu lắm à. Còn một tuổi là ổng sinh, cái tháng sinh của ổng nhỏ hơn con đó, cái lâu lâu là con xưng chị, còn không á là con kêu mày. Quá xấu được. Giận lên vậy con không muốn nói chuyện. Không, mình đồng ý với cái việc mà không nên xưng hô kiểu đó. Giờ con mong muốn nó thay đổi điều gì nữa? Con thì giờ con chỉ mong là nhiều khi hai đứa giận hờn nhau thì đừng có xưng hô kiểu đó nữa. Mấy người nín đi. Mấy người im đi. Tôi không thích mấy người nữa. Đúng rồi. Tên tao nghe con nghe lớn tháng tại con kiểu là xưng vậy con gọi là chửi, đánh nóng lên rồi chửi, là chỉ có mày tao mới gọi là chửi. Cái hở cái lớn tháng hơn cái đem ra xò. Vậy là chị lớn hơn cưng. Rồi tới em tới vợ đi. Đợi con đi nhậu là không xin vợ thôi. Nhậu mà trong khi đó con đã định vậy ổng luôn rồi đó mà ổng vẫn không xin, cô điên không? Mà thường nó chửi sao đâu? Nhắn tin á, mày nhậu rồi coi mày về gom đồ mày đi luôn đi nha. Trời ơi nặng quá luôn. Cái xấu đó. Quá luôn á. Mày nhắm cái giờ mày về đó là vậy á. Trời đất ơi, nặng quá, không quá được. Quá trời rồi cái nết. Mà lúc mà thấy tin nhắn đó là cũng muốn xỉn rồi. Thiệt muốn xỉn. Muốn xỉn nhiều hơn. Tỉnh luôn, cái muốn tỉnh luôn. Không thiệt luôn á. Tỉnh nó uống nữa. Tự nhiên bây giờ con tưởng tượng ha, chồng con mà nó kêu mày nghe con này tao nói cho mày, trời ơi đau lắm, thiệt đau lắm luôn đó. Với lại một phần nữa chị Diêm Bột biết không, chồng của con làm tài xế nữa. Mà tài xế cần phải sự bình tĩnh. Đúng nhiều rồi. Khi nó đọc những cái tin nhắn đó, nó để trong đầu của nó những cái đó nó bị ức chế không, luôn. Nó sẽ lái lúc xe lúc sau không? Này là con hạn chế rồi, tại vì lúc sau cưới về, vợ cưới về được mới có 1 năm rồi là giờ ba mẹ con cưng ông dữ lắm. Con mà chửi là ông mét ba mẹ con liền à. Xong rồi mẹ con nói đúng. Hả dạ. Mày á hả, mày bớt hiếp chồng đi, nó làm tài xế mày để cho nó bình tâm nó chạy. Đúng, đúng rồi. Có lãng mạn không? Dạ không. Không lãng mạn. Vô cùng lãng xẹt luôn. Hôm nay đó vợ nó nói vậy rồi. Bây giờ mong muốn gì à? Mong muốn ông gì? Không bây giờ thôi cứ vậy, tại vì chồng con làm như tiền con giữ hết mà. Thôi lãng mạn nữa đi con ước đi. Trời ơi lâu lâu con mới được điều ước, mắc gì con ước. Anh ơi lãng mạn nè, bớt khô khan lại nè. Rồi, nói những cái từ ngữ mà nó tình cảm với em đi thì em sẽ không chửi, không kêu mày tao với anh nữa, ví dụ vậy. Dạ nói chung cũng có cô. Về tối hai chồng thủ thủy nhau, mốt đi mấy người đi nói tôi một tiếng này kia nha, chửi một hai câu thôi nhưng mà cho đi. Thật ra một trong những điều mà khiến là vợ con có những cái tích tưởi, có những cái không kiềm chế được là bởi vì đôi khi người đàn ông chúng ta bị thiếu cái sự lãng mạn, nhẹ nhàng. Thiếu cái sự nhẹ nhàng và quan tâm. Nói chung là qua chương trình này thì anh thương em với con nhiều lắm. Trời ơi. Hung dở cái đi. Trời chết này. Luôn á thiệt á.
Rồi chúc mừng hai con. Cô dâu thì súng xính trong một cái đầm màu hồng đẹp ha. Chú rể thì rất là ấn tượng bởi cái cà vạt màu cam lè. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em tên là Mai Bạch Yến, em 27 tuổi, em buôn bán. Rồi còn em? Em Nguyễn Thanh Liêm, em làm tài xế, em năm nay em 31 tuổi. Rồi hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Anh chạy xe cho dì em, lúc đó là em cũng đi học thì em ở nhà dì đó, mới gặp nhau đó thôi. Nhưng mà cái thời gian đầu mới gặp ảnh thì chỉ có được cái nhan sắc thôi, chứ ngoài ra là cái tính tình em không thích. Cái gì đó hả? Dạ. Được cái sắc chứ còn cái tính là thua. Tại vì trai mà nó nhiều, mấy người mà ta nghe không biết, ta tưởng ông đang chửi lộn vậy đó, nó cái giọng ào 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 hả? Vậy đó. Bạn bè em phải nói, nhiều khi nó còn dữ hơn em nữa, em phải làm cho hơn nó áp đó. Nói nhiều mà nói to giống như chửi lộn vậy hả? Đúng rồi. Có nghĩa là nói lớn khác mà nói nhiều nha. Không, còn lớn vừa mà nói nhiều. Lớn mà vừa nói nhiều. Dạ đúng rồi. Hồi nãy nói là anh này là ấn tượng đầu tiên là về cái nhan sắc của anh đúng không? Dạ, dạ em ấn tượng anh. Vậy thì bây giờ hỏi hai người, ai để ý ai trước? Dạ ảnh á. Hồi đó cái ảnh đi nhậu thì cháu em là bạn của ảnh vậy đó. Cái ông nhậu nói cô hai mày vừa xấu vừa dữ. Về cái thằng cháu nó cãi lại liền. Mà lúc đó em ốm mà hay sao? Đó có 43kg, giờ 63kg rồi. Rồi vì cái ấn tượng đó mà thương hả? Dạ không có. Cũng thời gian cũng lâu lắm rồi, như tiếp xúc nói chuyện qua lại cũng nhiều lần. Có được cái nữa thì đó, em ở bên nhà bà dì á, là phải tối rồi anh em mới tụ họp mới đi nhậu. Bây giờ em lúc đó là cầm chìa khóa trực chờ mở cửa, nếu mà không mấy là không mở cửa là em phải leo lên lầu á. Tại ngày xưa thì đi học cũng phải thức khuya đó, rồi mấy ông đó cứ trốn gì em đi nhậu vậy, rồi thì về cái thì mình mở cửa thôi. Mở thì cái nhiều khi cái nó chọc nó kêu à có thằng tèo nên mà bà hai mới đứng đó đợi mở cửa. Đó, chọc em vậy đó. Dạ nó chọc vậy đó. Em nghĩ cái ấn tượng của ảnh với em chắc là lúc 30 tháng 4 đó, người lớn về quê hết, còn mấy người nhỏ này nọ đó thì ở nhà nấu ăn rồi mua bia này nọ về uống vậy đó. Lúc đó gần thi tốt nghiệp 12 mình cũng lo, cái mình ngồi cũng tâm sự nói trời không biết lỡ thi rớt 12 không biết làm cái gì. Ổng phá một câu vô duyên, kêu rớt thì lấy chồng chứ làm cái gì. Em mới quay qua em hỏi ủa về lúc đó ông lấy tôi hả? Cái ổng nín thinh không nói, em nghĩ vậy là thôi mình nói giỡn giỡn vậy đó. Cái bữa sau cái thằng cháu nó mới nói ủa hai hôm qua hai nói thằng tèo vậy hả? Ôi vậy. Rồi nó nghe nè, mở cửa mà leo vô như vậy thì bao lâu? Nửa năm mà sau khi quen rồi còn leo nhiều nữa. Vậy hả? Dạ, nhưng quen. Mà cái hành động đó chắc có lẽ là để ý cô này. Dạ lúc đó mình thấy mình cũng nhiều cảm động, nhiều khi lúc mình vô mình ra vô rồi có vợ mình mở cửa vô tự nhiên khỏe. Rồi bao lâu thì hai bạn mới yêu nhau? Em biết để ý lúc nào mà bữa cái đưa rước về cái anh nói anh thương em lắm, mà nào giờ đâu ai cua mình vậy đâu, nhỏ lớn chưa quen ai mà. Em mới nói anh giỡn quá. Lúc đó là không tin thật, là tưởng ông giỡn rồi cũng im luôn vậy đó. Nhưng mà hỏi nè, thời gian hai bạn yêu nhau á có thuận lợi suôn sẻ không? Dạ không. Hay là gian nan trắc trở hay như thế nào, giống như bị leo rào hoài á? Dạ gian nan lắm chị. Đúng rồi, tụi em cũng quen nhau cũng cỡ 6 tháng á. Thì cái lần mẹ mới qua bên dì chơi, mẹ mới phát hiện. Thì là cái về mẹ cũng cản. Sau đó là mẹ cũng mua nhà gần bên dì, rồi em thì về nhà, rồi anh ảnh với ông cũng mua xe riêng, rồi ảnh cũng ra nhà trọ vậy đó. Cái hai đứa cũng đi dạo đi chơi chứ cô không dám đi đâu xa. Đi sao ảnh đưa em về tới nhà cái anh đứng anh hôn trán. Bị bắt gặp. Cái đâu gì với mẹ về bắt gặp. Về mẹ la mẹ quýnh quá trời. Vậy hả? Các bạn quen nhau bao lâu thì lấy nhau? Dạ 5 năm. 5 năm. Trời dạ. Ơi. Một mối tình 5 năm. 5 năm mà cũng chưa tính lấy đâu. Tại vì cái mẹ thấy quen lâu rồi, mình cũng hay hai đứa cũng về quê nọ với quê tao cũng biết á. Em bị ép hôn. Ép hôn hả? Nhỏ thổi đi ghê luôn. Ông nói vậy đó. Mà nè, khi mà lấy nhau về rồi đó. Dạ. Thì thường á, người ta nói là tài xế rất là lắng nhắn. Đúng không? Thậm chí là đó, người nói là ông tài xế, ông đi tỉnh nào là ông có bà vợ. Đúng. Đó, thì ông này có không? Lúc cưới thì em chưa nghe. Nhưng mà lúc trước khi cưới thì có nghe. Trước khi quen em cũng quen nhiều rồi. Tại cái nhan sắc như vậy mà. Ổng chảnh, ổng kêu toàn ta cua, ổng không. Mà có cái lăng nhăng nào mà em bắt gặp tại chỗ không? Nói bắt gặp tại chỗ thì em cũng chỉ nghi thôi. Là lúc quen em cũng thời gian. Em thấy có cái số điện thoại này sao cứ gọi cho ảnh hoài. Mình cũng không để ý nữa. Cái sao tự nhiên bữa đứng kế bên nghe gian dẳng giọng gái. Cái em quay qua em mới hỏi anh, ủa sao cái số này gọi anh hoài vậy? Này là em của cái ông sửa xe cho anh trai mà. Nó giọng gì mà kêu trai, em nghe gái rõ ràng. Cái quay qua nạt em. Cái thôi cái em cũng không nói. Nhưng mà em để em làm. Thường á, tài xế là hay đi tỉnh nè. Dạ. Rồi đàn ông thì hay uống bia, uống ngọt. Thường có hay đi tăng 1, tăng 2, tăng 3 vậy? Có anh. Cái vụ tăng 2 thì cũng có. Giờ nè, nãy giờ bà coi như là tiết mục vạch mặt em. Dạ. Của mình bà xong rồi đó. Giờ tới em nè. Như là bà có cái gì xấu không? Giờ em hả? Nhiều lắm. Anh miệng lên hùng hùng lắm. Thứ nhất nè, sáng nay uống nước. Vạch mặt là phải nói lớn. Uống nước mà. Kiểu không biết chăm sóc gia đình này nọ hết trơn á. Nói chung là lười á. Vụ sáng ra
em phải dậy sớm đi chợ mua đồ ăn cho con, mua cho vợ, mua cho người này người kia xong rồi em phải mua đồ để nấu cháo trưa cho hai mấy đứa nhỏ nữa. Ngày nào cũng vậy. Mấy đứa rồi? Dạ hai đứa. Ồ, trời vậy, tốt quá. Em vậy em nấu cơm luôn, nó không biết nấu cơm luôn. Hồi đó giờ em cũng nấu mà anh chê vợ. Cái... bởi vì tôi ghét cho ông nấu luôn. Nấu luôn. Dạ. Mấy lúc em đi lái xe rồi ai nấu? Ở nhà nhiều khi nhịn luôn ăn ra ngoài không? Tần. Rồi còn cái gì nữa không? Đồ con, đồ em, đồ vợ em gì á là xôm trong phòng hết trơn á, không có gọn gàng vô, không ngăn nắp gì trơn á. Rồi giặt thì để trời ơi đồ con nít mà nó đái trời nó hôi gần chết luôn. Mà cứ để đó hoài ủ 2-3 ngày trời ơi không bỏ vô mới giặt. Hôi muốn tách luôn. Mà vô phòng một cái hăng xuống đất ngủ luôn. Rồi chồng em thì sao? Em phát hiện nhiều cái gì xấu ở chồng em á? Nói chung là ảnh rất là nóng tính chị. Ví dụ như mà mình đang ngồi coi tivi ổng làm gì mình quay hỏi cái muốn nạt mình nào nạt hả? Vậy cái chuyện rất hay nạt em. Có đập đồ không? Có, ví dụ mà hai vợ chồng cãi nhau xíu cái là đập điện thoại. Còn ví dụ mà ổng đang quạo mà ổng thèm nói chuyện đi ngang đó, mặt lầm đập quạt rồi. Vậy đó. Mà tự nhiên đang cãi nhau mà bắt sao mình cười được với ổng. Tức là đi ngang thôi mà thấy vợ mặt lầm mà hầm á xong rồi em nói luôn. Thì ghét. Thì ghét quá rồi. Ghét đập đồ cho bỏ ghét luôn. Ờ bỏ ghét. Thế nhưng mà đó giờ đập là như cái tài sản ở gia đình mình là bị tiêu hao nhiều không? Cũng hết hai cái quạt rồi 4-5 điện thoại vậy nhưng mà nó hư ba cái. Để có mấy lần ráp thì xài được. Có đập vợ chưa? Dạ cũng có, em có tát bật tay thôi à. Không có làm gì nặng hết. Mấy lần rồi? Dạ cái lần đó về quê cứ lo nhậu không chịu trở về ông ngoại đó. Cái em giận quá cãi cái anh đánh em vậy cái em ghét quá em kêu nhỏ em qua rước về ngoại bỏ ảnh đó luôn. Sau đó thì rồi tuần sau mới nói chuyện. Vậy hả? Một lần duy nhất phải không? Dạ. Trời ơi. Thật sự á Thuận là đàn ông chia sẻ với Tèo nha. Có đập đồ thì nói chung là cũng đã là không nên rồi. Huống hồ chi đập một người vợ. Cái người người ta đã tặng cho mình hai cái báu vật đó là hai đứa con rồi. Mình tặng thân xác. Bả vậy không tặng gì, tặng bả cái bọc tay. Em tại tính em nấu mà vợ em nó không cũng như người ta phụ nữ người ta biết á, ta thấy chồng mình nấu vậy mình bớt nói xíu, dằn xuống mình không nói. Còn hôm nay cứ hỏi sao không điên lên. Nói càng nói càng tức. Nhưng mà điên cũng phải điên văn minh chút xíu, thấy không? Cái hành động mà đánh vợ con gái vậy là tôi cho là không văn minh rồi. Không, cho nên là thôi, em bỏ rồi. Tại cuối cùng đừng đánh nữa nghe. Đầu tiên và cuối cùng. Dạ, đánh một cái nữa đó gọi danh lại đánh không? Nha. Mà hỏi nè, em một tuần nhậu mấy lần? Thứ 6, thứ 7. Có 2 ngày. Rồi một ngày vậy vợ chồng gặp nhau được mấy tiếng? Suốt luôn á chị. Dạ, dạ. Khổ lắm luôn á. Nhà giữ con chăn con suốt vậy em đâu. Vậy hả? Đi chợ nó bán mà chợ. Đi bán tại vì cuối năm á nên cũng đông em phải ra phụ nhá em á. Nên bây giờ để anh mướn tài xế nhà giữ hai đứa con từ sáng tới chiều. Có khi nào đang giữ cái đầu bạn gọi cái nào là đi liền không? Bỏ không, con. Không đi nhưng mà rủ bạn qua. Ủa về. Nhiều khi về cái thấy đứa đang nằm võng, đứa ông ẩm tay ly cầm ly bia. Đâu rồi? Giờ ẩm vừa nhậu. Nhưng mà bây giờ cái tần suất thấy giảm không? Dạ sao giảm nhiều lắm anh. Rồi bây giờ nè, nếu mà cho em mong muốn một điều là về chồng em phải thay đổi thì em mong muốn nhất là điều gì? Anh bớt nóng tính một xíu. Nói chuyện đừng nạt vợ, nó nhiều khi đang nói chuyện vui cái đường câu vô nạt cái quê. Thôi đừng nạt, phụ nữ bao giờ người ta cũng muốn nghe những cái lời nó ngọt ngào, thấy không? Nạt tự nhiên lên đi. Đúng không? Không. Dạ. Rồi con em. Còn em muốn vợ em á là sắp xếp công việc sao cho nó phù thời gian phù hợp cho con, muốn cho con ngủ thời gian đúng ăn uống. Rồi mình làm giặt giũ gì đó cho nó phù hợp hơn. Chị Hồng Vân thấy cái điều mong muốn thay đổi của họ có dễ không chị Vân? Thực ra nãy giờ chị tâm sự với tụi em á, chị thấy có một điều như vậy. Cuộc sống của tụi em hiện giờ á, nó đang rất cần cái sự hợp tác của hai vợ chồng để mình có thể vượt qua được những cái khó khăn trong thời điểm này. Là vì con còn quá nhỏ, em hiểu không? Mà mấy đứa nhỏ nó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng. Đúng là như Liêm tâm sự thì quá nhiều những cái mà nó không thuộc phạm trù của một người đàn ông phải làm. Ví dụ như chợ búa nấu nướng, nếu như em tinh ý thì em sẽ là cái người bù đắp nhiều những cái đó để mà Liêm cảm thấy rằng ở nhà mình cũng có được không gian thoải mái như vậy. Ít ra là được một lúc nào đó trong ngày, không nhất thiết phải là từ sáng tới chiều, đúng không? Đó là thuộc bản năng của một người phụ nữ, em phải làm để em giữ chồng của em ở nhà. Cái đó chị không thể nào chỉ cho em mà một cách cụ thể được, mà em phải đánh động cái bản năng người phụ nữ của em đi để em giữ chồng của em. Thứ hai còn về em á, nếu như vợ em có cái sự thay đổi đó, em phải ghi nhận cái điều đó và em cũng đều gọi là hợp tác để vợ em có thể càng ngày càng làm cái điều đó tốt hơn. Cái sự hợp tác ở đây là em bớt nóng tính đi, tại vợ em nó dễ quê. Có nghĩa đang nó đang muốn làm, nó đang muốn tốt hơn ấy, cái em nạt nó cái nó quê liền. Quê liền tôi tệ, không làm gì làm. Mà cái không khí này mà tiếp tục nữa thì nó sẽ có những cái không hay xảy ra. Chị đã tiếp xúc với rất nhiều những cặp vợ chồng tương tự như vậy thì kết cục của cái cuộc sống nó không có vui. Chị rất mong rằng tụi em sau cái chương trình này về hai vợ chồng tâm sự lúc đêm trước khi đi ngủ đó. Anh ơi hay là mai mình tính về nha anh, vợ ơi ngày mai mình tính về nha em, ví dụ vậy đó, thì để tụi em
sẽ làm cho cái cuộc sống của mình nó dễ chịu hơn. Rồi nếu cần thiết thì anh sẽ trợ giúp cho mỗi người một bịch kẹo nha. Để cho ngọt ngào ha. Rồi xin cảm ơn em. Em nói là 720 thì bỏ đi. Thì hôm đó là ngày thứ tư, cổ hay dặn em á, làm việc gì quan trọng nên ngày thứ tư và ngày thứ bảy. Thì hôm đó là thứ tư là chiều em đi làm về là khoảng 6 giờ tối á, thì cổ mới đứng dưới cửa phòng trọ kêu em quay đầu xe đi qua cái nhà đó. Em mới kêu là đi vô đi, quá mệt rồi, trời đang mưa nữa. Ok, bây giờ muốn ở trọ hay muốn có nhà? Thì em kêu đương nhiên muốn có nhà rồi. Ok, quay xe đi. Thì em cũng chở cổ qua cái nhà đó ở bên quận 8 á. Thì qua bên đó thì cũng hẹn chủ, lúc đó tụi em tới nơi là 7 giờ rưỡi, thì đâu đó 8 giờ vợ chồng chủ nhà mới đến. Thì mới vô ngồi thuyết phục miết. Thì anh chị đó anh kêu là chốt cho vợ chồng em từ 720 giảm xuống còn 650 vì thấy quá tội. Thì cũng sát giá quá rồi, nhưng mà bây giờ 150 kia ở đâu? Ở đâu? Không có đâu đó, không có cách nào mà. Vậy xong cổ mới ngồi cổ tiếp tục thuyết phục. Ok, bây giờ em nói thật lòng với anh, tụi em có đúng 500, anh giúp tụi em đi. Thì bắt đầu là cổ mới dùng năng lực đặc biệt của xem cho gia đình nhà ảnh rồi ảnh mới nhờ là hôm sau sẽ qua nghĩ giùm nhà ảnh bên quận 5 á. Nói chung là gia đình ảnh cũng giàu. Thì ảnh mới nói vợ em biết hết luôn là sắp tới là ảnh chuẩn bị đi định cư nước ngoài. Thì vợ em nói luôn, ảnh rất là ngạc nhiên. Mà em thật sự em cũng rất là ngạc nhiên. Mà bữa đó giống như là cổ nói cho bằng hết vậy đó. Thì ổng mới kêu là chờ chút. Thì ảnh mới điện qua bên Mỹ á, thì ảnh nói chuyện đâu với chị của ảnh á. Thì chị của ảnh em nghe qua điện thoại rất là to. Tùy bao nhiêu cũng được, cho xong việc đi rồi đi. Thì là em thấy em mừng trong bụng rồi. Thì anh đang kêu ok chốt cho hai đứa 500. Nhưng mà anh nói thật lòng cho hai đứa luôn là con bé này rất là hay, là sao biết được thứ bảy này anh sẽ bay đi Mỹ. Làm sao làm hai đứa phải đưa cho anh hết đủ 500 triệu, anh bay đi luôn, chứ còn mà đặt cọc đặt kiết là kia là sẽ không bán đâu. Anh sẽ không bán. Vậy xong lại mừng quá rồi, em kêu rồi lui đi về. Thì anh mới kêu là bây giờ đặt cọc. Thì Khải Hoàng mới kêu là bây giờ trong túi còn đúng 2 triệu, anh cho tụi em đặt cọc 500 nghìn nha. Thì anh mới kêu là đi đặt cọc nhà trọ cũng phải 2-3 triệu, làm sao mà em mua cái nhà em đặt cọc 500 nghìn. Thì em mới nhéo Khải Hoàng vì em thấy cô vợ của anh hơi nhăn. Em kêu thôi thôi thì em đi mượn cái chị phó đốc là 20 triệu, thì đặt cọc được hôm đó. Sau đó về là tụi em xoay tiền này kia, xoay tiền mượn hết bạn bè này kia. Và cái người mà nói chung là cô cũng chỉ dẫn cho em mượn ai, thì cái người mà thực sự tụi em cũng rất là quý và mang ơn là chị giám đốc ngày đó. Là chị cho vợ chồng em mượn đủ số tiền đó để mà mua cái nhà đó, sau đó tụi em vay trả lại chị và tụi em có được cái nhà đầu tiên là 500 triệu ở là một căn. Nhưng mà bây giờ là bao nhiêu căn? Căn nhà đầu tiên kìa, ghê quá. Bây giờ em còn giữ căn đó không? Căn nhà tiếp theo không? Sao? Thật sự là sau đó 2 năm thì em ở 2 năm. Khi mà vô cái nhà đầu tiên đó ở thì cái đêm đầu tiên ngủ á, của nó với em nè, tụi mình vợ chồng mình chỉ ở nhà này 2 năm thôi. 2 năm sau vợ chồng mình sẽ chuyển qua quận 7, nhà bự hơn. Em kêu anh xin em đừng có phán nữa. Thùng anh đi hài lòng quá rồi, không một ai dễ dàng anh hài cái lòng nhà quá sai rồi. Còn này đâu em ơi, bây giờ yên ổn đi. Mà lúc đó là vô nhà ở xong thì em cũng chuyển qua công tác ở ngân hàng mới, lương gấp đôi ngân hàng cũ. Nó quá ổn định rồi. Hợp lúc quá. Đó là mang bầu đẻ thằng cu đầu tiên. Thì em nói quá ổn định rồi, bây giờ em ở nhà em chơi anh cũng có thể nuôi em và cái nhà vậy được. Mà đúng 2 năm sau thì em chuyển qua nhà quận 7 bự hơn, khang trang hơn, và bây giờ tụi em cũng sở hữu được vài căn rồi. Như vậy là bây giờ là vượt rồi đó, coi như là vượt chỉ tiêu, vượt với sự mong đợi rồi. Như vậy là từ nghèo khó, từ coi như là đặt cọc coi như là 500 ngàn hả, gợi ý đặt cọc 500 ngàn, 500 đồng, 500 ngàn á, mà bây giờ lại thừa hưởng được nhiều căn. Đó là một cái sự chúc mừng hai vợ chồng em. Thì nói tóm lại á, là bây giờ lấy nhau rồi, hạnh phúc quá rồi. Đúng rồi. Em có muốn rõ nói ràng gì không? Là hạnh phúc là lựa chọn. Các bạn chọn yêu thương thì mới chọn hạnh phúc. Rồi. Là để có ngày hôm nay có được thừa hưởng được rất là nhiều căn nhà. Đó. Chúc rồi mừng. Bây giờ tới cái phần kia đi. Phần hôn nhân đi. Phần hôn nhân đi, khi mà về sống với nhau á thì bắt đầu đối phương bắt đầu có những cái mà gọi là mình cũng bị hết hồn. Hiểu không? Thì cái hết hồn của em với cô này là gì? Thực ra là vợ em cái điểm tốt của cổ đi. Đó. Không, điểm tốt thì biết rồi. Biết rồi. Bây không, giờ thôi, nói cái điểm xấu, xấu đó, cái điểm chưa tốt chứ không phải là tật xấu. Cái này theo em định nghĩa thì là mà cổ không, cổ kêu em không được nói cái từ đó. Nói cái từ đó là nói cổ đi, sẽ, nói đi. Là cái sẽ, gì? Cổ giờ cho nói xử em á. Là cổ ghen. Còn cổ định nghĩa đó không phải là ghen, đó là cảnh báo. Là cổ gặp cô nào cổ cũng cứ cảnh báo. Cô nào cũng cảnh báo tới mức độ em, ví dụ em nói em coi cái phim hài trên mạng sao là cái vợ chồng em nó y xì vậy luôn. Ví dụ như là em đang ngồi trên xe đi, cái là các bạn điện cho em thì em kêu alo anh nghe nè Hoa, là cái tay em là đen thui với cổ rồi, cổ ngồi sát bên cổ nhéo là đen thui cái tay luôn. Alo được rồi, tại sao alo anh nghe nè rồi còn Hoa nữa hả, sao mà ngọt ngào lúc vậy là cổ quánh em tên đó. Không phải ghen mà là cảnh báo. Cảnh báo trước cái cô đó. Cảnh báo là cái bắp này nó đen thui rồi. Đúng rồi. Rồi đang ngủ á, sáng hôm sau ngủ dậy cái thì em thấy cổ trầm dâm vậy á. Cổ quậu gì mà quậu luôn, nhưng mà em cũng đâu biết vụ gì, lo cho mấy đứa nhỏ đi học đồ này kia. Một lát xong á là cổ kêu là trời ơi, cổ bực quá đi. Hồi tối hôm qua em đi bơi với cái con bé trên cơ quan mà cả một buổi luôn, mà bơi còn ẵm nhau trong hồ bơi nữa. Em kêu trời ơi, cái gì vậy? Thế là cổ nằm mơ. Nằm mơ mà sáng ra cổ la thì em một tăng luôn. Ghen trong giấc mơ. Không, đó là cảnh báo trong giấc mơ. Trời, không được dùng từ ghen. Định nghĩa của cổ đó là cổ cảnh báo về cô bé đó. Rồi. Cô bé đó hãy nhanh chóng, cô bé đó nghĩa là bạn này là bị ghen. Dạ.
Một cái tật gọi là em hết hồn đó. Đúng là rồi. Cái ghen. Yeah. Rồi còn cái gì nữa? Hai cái thứ hai nữa là rất là không có trau chuốt bản thân. Như mấy cô gái khác á sẽ là son môi, đánh phấn, làm tóc, làm tai, rồi quần áo, cổ không. Cổ là cứ đi ra ngoài đường là một cái khẩu trang y tế mỏng manh bịt cái mặt là xong. Không có bao tay, bao chân ninja vậy đó, cứ phơi ra vậy đó. Em khuyên hoài mà cũng vậy à, để tóc mà nắng mà nó cháy hết luôn. Nghĩa là mình không chùm lại. Chăm sóc bản thân. Nắng, đúng rồi. Không có xe xua. Không xe xua. Không có xe xua. Nhưng mà thực ra cái này thì Hoàng nữa hả? Sao hoài vậy? Hay quá. Của con vẫn y nguyên nha cô, không hề làm cái gì nó thay đổi luôn á. Hôm nào anh thỉnh nha. Hôm nào anh mời em qua nhà anh nha. Hay quá. Em nhìn chị, em có thấy chị đang bị một cái gì không? Díu vậy, không tĩnh tâm để nhìn được. Với lại nhiều người á, ví dụ ở đây đi, mình chỉ thấy những con người vậy nhưng mà rất là nhiều người. Hồi nãy em sắp quậu luôn, bởi vì trong cái phòng đó đó nó làm cho người em nó mất năng lượng nhiều quá. Nãy em sắp quậu, em sắp đi về luôn vì em trụ không nổi, cái đầu em nó tưng 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 lên luôn á. Đây nhiều lắm. Này vợ em có nói với em. Nãy cô bé kia phải làm nhảy dữ lắm em mất. Nên em cứ nhắn biết cái chương trình kêu nhanh lên, em nhanh cho chị đi về cả. Em chuẩn bị đi về luôn rồi đó. Bởi vì em trụ không nổi. Em sắp té xỉu sao mà em lên ngồi nói chuyện được. Đó. Nãy giờ lên ngồi với anh rồi là năng lượng dạt dào đúng không? Có gì không có âm binh nào. Nãy giờ là có thấy gì không? Đâu có gì đâu. Đứng cạnh anh được chứ. Thoải mái lại rồi. Dạ. Đó là giờ kế bên em có một hàng sữa lớp. Lớp cho ta năng lượng, lớp cho ta sự yêu thương. Tình yêu là sức mạnh vĩnh cửu mà. Sức mạnh không thể nào mà. Trời ơi, tóc ba bạc hết trời rồi. Dạ, bạc nhiều lắm. Hôm đó là tự nhiên bạc liên tục bạc ra. Bạc đúng hiệu là mắt đi 10 thì 40 năm vậy đó. Nó bạc đúng hiệu luôn vậy đó. Nên mà hai chữ em nhiều cái em làm lắm nhưng mà làm xong đó là anh phủ nhận hết. Alo. Ok, có còn cái tóc không kìa. Alo. Thiệt là đen. Ơ nè. Rồi cưng. Tiếp tục. 1, 2, 3 tiếp nữa. Rồi. Rồi không xe xua nè. Ờ, quá giản dị đúng không? Quá giản dị. Còn điều gì nữa không? Hay ăn hiếp chồng không? Hay la chồng không? Nóng tính. Nóng tính, rất là nóng tính. Khi mà trong vợ chồng có một cái gì thì em gần như là một người phải dịu xuống và phải xuôi theo, phải xin lỗi. Rồi cái việc chăm sóc con cái thì sao? Tại vì ba đứa là. Dạ, ba đứa thì cổ vừa công, do vợ em kinh doanh tại nhà nên là cổ cũng có tiện chăm sóc các bé luôn, với lại có cô phụ nữa nên là mọi việc nó cũng tiện. Ok. Dạ. Rồi bây giờ em có mong muốn cô ấy thay đổi điều gì không? Mong muốn thay đổi, bớt nóng tính lại. Nhìn vợ nói đi. Bớt nóng tính lại một chút. Nó xử lý một cái việc gì nó mình suy nghĩ một xíu rồi mình hãy ra quyết định. Em nói với anh rồi mà, khi mà em nóng tính anh chỉ cần nói là anh sai, em anh biết rồi, em sẽ thay đổi là hết câu chuyện. Em chỉ điểm cho anh là với người như em, anh chỉ cần làm vậy thôi, em đâu đòi hỏi gì nhiều đâu. Nhưng mà anh không làm được bởi vì anh không ghi nhớ. Còn gì nữa không? Bớt nóng tính rồi có bớt cảnh báo không? À đúng. Nói cảnh báo một chút. Mình cảnh báo nhiều quá làm cho anh bị stress luôn á. Anh cảnh báo quá nhiều. Nên là mình tức là ghen mình đó, thấy cần thiết là thôi. Ghen đó. Không, em không có ghen. Thiệt sự luôn, bởi vì những cảnh báo của em á, em nói là bây giờ anh kêu em ghen, em lấy ví dụ đi. Ví dụ em ghen là cái người đó đã từng yêu anh rồi, tới giờ phút anh vẫn còn nhớ gì đó. Em ghen là em sẽ la, em không hề đụng mà em còn nói anh phân tích ra thế này thế nọ. Và em nói là cũng là người phụ nữ với nhau, em hiểu cảm xúc của bạn và đó là lỗi của anh. Nếu mà em á, mà em vậy á, nếu có vô tình gặp lại em sẽ chào và xem đó là một người bạn và một ký ức đẹp. Thì em đâu ghen. Không, nhưng mà chị hỏi nè, có nghĩa là anh nói chuyện với cô nào em cũng nhéo hay là chỉ có một vài cô? Dạ không phải cô nào cũng nhéo, tùy vào người. Ví dụ người đó đây, em biết rằng người đó thích chồng em, nhưng mà bạn ấy rất là hiền, dễ thương, thì em sẽ nói với chồng em vậy nè: anh ơi, tội nghiệp quá, nó thích anh mà nó cứ lẩn quẩn vậy, nó sẽ đánh mất những cái cơ hội xung quanh, bởi vì trong suy nghĩ nó sẽ ngập tràn hình bóng anh, thì sao đưa hình bóng người khác được. Thì em thấy nó tội quá, bây giờ em sẽ dùng năng lượng của em điều chuyển công tác bạn đó đi qua chỗ khác để khỏi được nhìn thấy anh nữa. Trời ơi. Em rất là nhẹ nhàng và rất là ok. Sao gọi là ghen? Ghen là em sẽ xử lý nhỏ đó, hoặc là la ảnh, hoặc là chửi nhỏ đó. Em đâu làm gì, em phân tích cho ảnh và cho biết là người đó thích ảnh. Rồi còn một vài trường hợp á, là khi mà ổng kêu em ghen á, em nói ok, vậy em sẽ nhắm con mắt phong thủy của em lại, xem như em một người vợ bình thường không hề biết gì về phong thủy, là để tới cái chuyện gì đến nó sẽ đến, thì em sẽ thả nó trôi theo thuận theo tự nhiên. Thì lúc đó là có một cái sự việc xảy ra, khi mà em thả theo tự nhiên là chứng minh cho ảnh thấy rằng cái cô đó rất là kỳ cục. Một người mà ảnh kêu là chị,
mà tự nhiên á ôm ảnh rồi hai người dắt nhau vô bỏ em đứng bơ trong khi em không biết ai hết. Thì chị hiểu cảm giác một người vợ mà tự nhiên chồng mình bỏ rơi mình đứng ngoài cổng mà tự nhiên đi vô rồi mình không có quen ai trong cái đám tiệc đó hết thì cảm xúc nó như thế nào. Xong á là một lần á cũng có một con bé là kêu á là đi kiểm tra công trình gì đó, trong khi đó con bé đó không có nhiệm vụ gì phải dẫn ổng đi hết á, mà ổng kêu là thường thường ảnh sẽ đi với một bà chị nữa. Cái lúc đó em bầu tới 8 tháng rồi, cái em nhìn sự việc trong tương lai coi có đúng như không, em nhìn thấy rõ ràng kế hoạch bị đảo lộn hết, không hề có bà chị đi cùng mà chỉ có một mình ổng với con bé đó. Em nói là bây giờ nếu mà anh kêu em là ghen tuông một quán, ok em sẽ không đi theo anh, em để anh đi thôi á, nhưng mà ngày mai chỉ có đúng hai người thì em sẽ cho anh nổi banh banh trên Facebook long trời lỡ đất, cả tất cả mọi người đều biết. Còn nếu mà ngày mai mà em đi theo em cho anh biết lịch trình nó sắp xếp luôn nha, em kể hết sự việc lịch trình ngày mai đúng y phóc như vậy luôn, rồi em chỉ đảo tình huống thay vì được đi dạo với anh Mẫn thì đi dạo với chị Hoàng, chỉ là đổi con người đi cùng thôi đó, hết hồn luôn mấy lần. Nhưng mà thực ra là em không có một cái gì hết. Cái vấn đề đúng, có thể là xuất phát từ người ta, nhưng mà cái người là bị dội lại là em. Nên em rất là ngột ngạt, bởi vì làm như vậy là mình không hề tin gì nhau. Cuộc hôn nhân này tới giờ phút này rồi, tại sao mình lại không tin nhau như vậy? Đâu, em nói em tin anh. Em nói em tin anh. Và cái vấn đề em nói ra không phải là em quy anh thích người ta, mà em nói là người ta thích anh, nên cái sự ứng xử của anh nó đủ lịch sự, không cần nhiệt tình thái quá gây sự hiểu nhầm. Đặc biệt là những cô gái còn trẻ, họ chưa va chạm cuộc đời nhiều, họ thấy anh này vừa làm sếp, nói chuyện thì rất là dễ thương, luôn luôn biết nhường nhịn người khác, nhận thiệt về mình, lại có đầy đủ mọi thứ nữa, đứa nào mà không ngã gục. Thì em nói đứa đó nó y như vậy thì anh nên có một cái khoảng cách và giao tiếp nhất định với nó thôi. Chứ em hiểu, đâu có hề ghen. Chị hiểu cái tâm trạng của em. Chị hiểu cái tâm trạng của em. Thực ra là có thể ở đây nó là cái cách nói mà mình chưa hợp với nhau thôi, mình đúng, chưa thông cảm với nhau thôi. Chứ còn sự việc á thì nó là như vậy. Tại vì ra như sẵn chị nói luôn, có nghĩa là vậy nè, có những cái á, nó không phải là mình là người chủ động, em mà mình là người thụ động. Người mình là người thụ động, nhưng mà em phải nhớ em đang ở một cái vị trí quá hoàn hảo để mà có nhiều người thích ở bên cạnh em, thậm chí là thích chiếm đoạt em. Đó, thực sự cho dù biết là em đã có vợ. Thế thì cái vấn đề ở đây á là vợ em á chỉ muốn nói cái cổ xài chữ cảnh báo là đúng, có nghĩa là vậy nè, chỉ muốn nói với em rằng cho dù người đó là nhỏ tuổi hơn em hay lớn tuổi hơn em thì khi họ lao vào cái mối quan hệ này đều là không có lợi cho họ và cũng không có lợi cho em. Thế thì bây giờ mình sẽ bằng cách là mình có một cái giới hạn, một cái ranh giới cụ thể để cho người ta hiểu rằng đừng nên như vậy thì nó sẽ tốt cho cả em và cả những người đó. Thì cái ranh giới đây là như thế nào? Ví dụ có thể em không thể nào mà tự động em nói là thôi em đừng có làm như vậy với anh, hoặc là em đừng có thích anh, hay là chị đừng có thích em, ví dụ vậy. Em không nói như vậy được, nhưng mà mình sẽ dùng cái hành động của mình, cái khoảng cách của mình, cái cách cư xử của mình để mà mình tạo cái giới hạn cho đối phương đó. Đó, nó là như vậy. Thì có thể là vợ giữa em với vợ em á chưa tìm được một cái cách để mình đã thông tư tưởng nhau á, cho nên thành ra là em tự nhiên em cảm thấy bị áp lực. Nhưng thực ra em biết không, em đang rất là, phải nói là một người đàn ông đang ở cái tuổi gọi là viên mãn nè, cái một người đàn ông mà em có thể có tất cả mọi thứ nếu như em muốn, đúng không? Cho nên em phải lấy cái là hãnh diện, có nghĩa là em phải hãnh diện với cái điều vợ em cảnh báo. Ok, em hiểu chị không? Như vợ em cảnh báo thì có thể ngay lúc đó em cảm thấy em hơi bị bất bình, là người ta quan tâm anh, người ta thế này nọ với anh thì tại sao em bắt anh phải từ chối tất cả những cái quan tâm đó? Nhưng mà không, bởi vì sao em biết không? Nó có những cái người họ không chịu dừng lại ở cái giới hạn đó. Mặc dù họ biết em là người đã có gia đình rồi, nhưng vì họ quá thích em, họ cứ vượt qua cái ranh giới đó là hoàn toàn không có lợi một chút xíu nào cho bản thân họ và cho cả em, cho cả gia đình nhỏ của em. Thành ra là còn theo chị á, thì ví dụ như em nói chuyện với chồng em á, ngoài cái cảnh báo ra thì em cũng nói nhẹ nhàng để cho chồng em hiểu là anh phải hãnh diện vì cái điều đó, bởi vì em biết được là có nhiều cô gái thích anh, nhưng mà em chỉ muốn anh đừng có mang cái sự đau khổ cho mấy cổ, cũng giống như là mang đau khổ cho em và em mang những cái phiền muộn cho ảnh nhiều luôn. Em nói hoài, em khi mà em nói nhiều quá, giống như mình nói nhiều một vấn đề á, nó mệt quá nên mình nổi điên lên á, tại giống như cái kiểu là thì đó, tại sao nói hoài mà không hiểu. Thì chị mới nói với em á là hiện giờ hai đứa tụi em đương không tìm được tiếng nói chung về cái vấn đề này. Tại vì với cái người đàn ông á
khi mà mình nói chuyện á thì mình cũng sẽ phải giống như mình nói, mình lựa lời để mà mình nói á. Giống như khi em dạy con em á lúc nhỏ thì con em nó không thể nào hiểu được như mình hiểu, thì mình phải lựa lời mình nói để cho con nó hiểu là mình muốn nói cái gì. Còn với người chồng, cái tự ái của người đàn ông á, cái tự ái của người đàn ông á, họ có, ai cũng có cái tự ái đó trơn á. Cái tự ái là một, cái hãnh tiến là hai. Thì mình cũng phải lựa lời mình nói làm sao để cho chồng mình hiểu là những gì mình đang nói với chồng mình là đều muốn cho chồng mình tốt, đều muốn cho gia đình mình hạnh phúc, chứ không phải là mình muốn là mình áp đảo chồng mình, không phải vậy. Để cho anh nghe anh dễ chịu á. Đó là cái vấn đề em của tụi em hiện giờ ở đây thôi. Mà cứ nhắc tới cái chuyện con gái là anh sẽ nổi điên lên. Em ông đã từng kêu em giống như em bị thần kinh, dẫn em đi bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý ngồi nói chuyện với em, hồi bác sĩ tâm lý nó cho em học tâm lý ở đâu về em nói chuyện hay dữ vậy. Nghĩa là nhưng mà không phải, tại vì đó là cái luôn. Không phải, đó là cái cách nói. Ví dụ giờ em nói chuyện với tụi chị nè, chị thấy rõ ràng em rất là uyên bác, em rất là nói gãy gọn đâu ra đó. Nhưng khi hai vợ chồng em nói chuyện với nhau lại là một kiểu khác. Đó là không có tiếng nói chung. Em hiểu chị không? Dạ, hiểu. Cho nên bây giờ tụi em phải tìm được tiếng nói chung. Giống như bây giờ thì chị cũng như anh Bin cũng đã chia sẻ với em như vậy rồi, là em hiểu là cái chân giá trị của em hiện giờ nó đang ở cái level này. Và vợ em không muốn làm em sẽ bị mất những cái mà em đã gầy dựng. Em mình dung không? Tại vì khi mà những cái không đáng để mà mình chọn lựa thì mình phải chọn lựa cái gia đình mình hơn chứ. Còn những cái đó chỉ là cái vớ vẩn trên cuộc đời em đi, em sẽ gặp rất nhiều. Không gặp cô này thì sẽ gặp cô khác. Là như vậy thì mình phải biết gạt ra hết, gạt đi hết, để mà mình chọn cái nào là cái chính, cái nào là cái phụ. Thế thôi. Quan trọng là hai vợ chồng phải đồng đều với nhau trong cuộc sống. Thấy không? Nói chưa hiểu nhau thì phải nói làm sao để cho hiểu. Đúng tại rồi. Vì các bạn là phải ở với nhau là lâu chung. Dài. Ở với nhau suốt đời. Chứ không phải là một ngày một bữa, mà bây giờ là ba mặt con rồi. Đúng không? Dạ. Thôi bây giờ hôm nay nhân tiện là đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thì anh không biết em á. Ủa còn nữa mà, còn tính xấu của chồng nữa. Chắc là nãy giờ là nói hết chưa, rồi đó. Chưa. Ở dơ nữa. Ở dơ mà hay chống chế. Ví dụ đi, em kêu quá là anh đi tắm đi, ổng kêu quá là ở trong nhà đâu làm gì, đâu có bụi dính đâu mà phải đi tắm. Rồi bắt đầu đi ra cảm giác mình hôi quá, lấy dầu thơm xịt lên. Đó, em rất là nhức đầu. Bây giờ cái mong muốn của em đối với chồng em thay đổi nhất là điều gì? Em nói cho chồng em hiểu đi. Em nói với chồng em á, đừng khẳng định em ghen nữa, bởi vì em không hề ghen mà em cảnh báo anh để có một ứng xử đủ lịch sự mà không vượt quá giới hạn để gây sự hiểu nhầm cho người khác, làm cho tội nghiệp người ta mà ảnh hưởng tới mình. Còn về chồng em, khẳng định em vẫn rất yêu thương, tin tưởng, yêu hết thân mình, yêu mà không có một cái gì để yêu mà cho 10 năm tuổi thọ luôn hả? Dạ. Bây giờ cho thêm vẫn cho mà, đúng không? Dạ, đúng. Bây giờ ông trời mà bắt là nhường thêm tuổi thọ cho chồng là vẫn nhường. Em có nhường không? Có chứ. Đó, thấy cảm động không? Đó. Đó. Chứ em đâu có, em sẵn sàng làm hết mọi thứ. Chị, ví dụ đi, ổng đang buồn vì chị của ổng gì vậy, em chỉ cần đọc được một cái là em suy nghĩ trời ơi tự nhiên để phải ổng buồn vậy, em sẵn sàng em làm cho ảnh hết buồn ngay đó. Quá tuyệt vời, một người phụ nữ quá tuyệt vời. Không, rồi nhưng mà có một cái như vậy nữa nghe, chị nói nè, có nghĩa là hiện giờ chị hiểu cái tâm trạng chồng em là như vậy nè. Dạ. Vì em có một cái khả năng đặc biệt, thành ra là có đôi khi chồng em sẽ cảm thấy là cái người vợ này của mình không phải là một người vợ bình thường như những người vợ khác. Có nghĩa là những cái gì chồng em, bí mật của chồng của mình á, là đều bị vợ phát vị ra hết. Thành ra chồng em bị mất tự tin á. Bị mất tự tin. Cho nên á, chị mới nói vấn đề ở đây là cái cách đối thoại với nhau làm sao em phải xóa bớt cái tâm tâm niệm niệm đó của chồng em. Có nghĩa là em vẫn là một người phụ nữ bình thường, chứ là tại vì cô này cô có một cái giác quan, một cái khả năng hơn người khác một chút thôi. Nhưng mà làm gì làm, đối với em, cổ vẫn là một người vợ bình thường như tất cả những người vợ khác. Còn về phía mình á, thì ví dụ như lúc nào mà mình cần phải show cái hiểu, cái là những cái khả năng đặc biệt của mình ra thì mình show, để mình ngăn chặn những cái mà không tốt đến cho gia đình mình. Còn ngoài ra là em bớt tất cả những cái điều đó lại, để tạo cho chồng em một cái cảm giác là chồng em với em là một hai cặp vợ chồng bình thường, và có những cái mà anh vẫn có những cái riêng của ảnh mà em không bao giờ biết được. Tức là thường nó là như vậy, em hiểu chị không? Giống như em cứ đặt em vào địa vị chồng em đi, có nghĩa là em bị nhìn thấy hết á. Em bị nhìn thấy hết luôn, em không có cái gì mà của riêng em hết trơn á, tự nhiên là mình sẽ cảm thấy mình chông chênh dễ sợ. Đúng không? Tâm lý của đó, em bao giờ? Tâm lý là như vậy. Thành ra cô cảnh báo cái cô đó mà em chưa có một cái phản ứng gì, em chưa kịp làm gì mà cô đã nhìn thấy được một cái tương lai có thể đâu. Em suy nghĩ là có thể có là như vậy đi, nhưng mà hiện tại em chưa có, mà em bị nói và cứ cảnh báo làm cho em rất là ngột ngạt, bị áp lực. Em bị áp lực. Cô dư thức biết em rất là yêu thương vợ con gia đình, bởi vì là hai đứa đến với nhau là không có một cái gì còn bị
ngăn cản này kia nữa, thì tới giờ phút này không lý do gì để mà em nói chung là tương lai không biết, mà hiện tại bây giờ bằng khẳng định là chỉ có vợ em thôi. Em không vợ và con thôi đúng không? Vợ và các con chị thôi. Chỉ nè, mai mốt vậy nè, mai mốt em thấy cô nào mà em thấy không có an toàn á, thì em chỉ cần nói nhẹ với chồng em là anh ơi cẩn thận cô này, rồi hết. Không cần em cảnh không báo nói anh hả? Nha em không cảnh báo anh cả. Là nếu như bây giờ anh mà tiếp cô này thì sẽ thế này sẽ thế nọ, tương lai sẽ này, em đừng thèm nói nữa. Và em phải nhớ mặc định trong đầu là chẳng hạn như khi vợ em đã nói là anh ơi em thấy cô này không được là em hiểu rồi đó, em hạn chế rồi. Lại đó vậy thôi. Mình có một cái gọi là sao những cái tín hiệu riêng cho đó, nhau vậy đó. Nhưng mà bớt lại rồi bây giờ nè, với một người phụ nữ đã dành cả một cái thanh xuân cho mình, à, cho mình tất cả và cho mình cả cái tuổi thọ 10 năm trời một cặp kỷ để đổi lấy ngày hôm nay. Thôi bây giờ cái vấn đề tâm linh đó anh cũng không hiểu, nhưng mà trước mắt là thấy được cái sự chân thành của người phụ nữ này, của người vợ này. Thì hôm nay nhân sự kiện là đến với chương trình này đó, thì em có muốn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với người vợ của mình hay không? Một cái gì đó đặc biệt cho vợ hay không? Đó, với một người phụ nữ có khả năng đặc biệt này. Đừng nói là nhìn thấy trước nha. Dạ không, hồi xưa giờ em toàn đi tỏ tình người ta, nên là cuộc đời em chưa bao giờ có ai tỏ tình. Chắc chắn là em mong muốn điều đó. Thôi bây giờ không nói nữa, hãy để người ta nói nha. Hãy để người ấy nói và người ấy hành động. Đứng lên đi cưng, đứng lên đi hoàng tử bé nhỏ. Sao nha, anh với em thì cũng bên nhau cũng hơn 7 năm rồi. Đứng trước mặt nè, đứng lên đi em cũng đứng lên luôn cho nó hai vợ chồng nó nhìn nó rất là hơn 7 năm rồi. Anh cũng chưa giờ có một cái gọi là cái gì nó đặc biệt và bất ngờ gì cho em cả. Hồi xưa thì hai vợ chồng mà cưới nhau lúc đó khó quá nên là mua một cặp nhẫn cưới 1.6 triệu ở ngoài chợ Bà Chịu á, đeo mãi tới giờ thì cũng chưa có thay. Anh thật sự là anh cũng muốn bất ngờ là sẽ mua một cặp nhẫn mới cho vợ chồng mình. Anh cũng suy nghĩ mấy đêm nay thì anh nghĩ là thôi cái gì nó cái đôi cặp nhẫn này nó sẽ là cái cặp nhẫn cưới đầu tiên và cũng là cặp nhẫn cưới cuối cùng, nên anh sẽ không có thay nó mà anh sẽ tặng cho em ngày hôm nay một cái nhẫn mới, một chiếc nhẫn gọi là nó chỉ là một cái vật chất bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ là một cái ý nghĩa thể hiện cái tình yêu, tình thương và tất cả những gì anh mong muốn em hiểu và cảm nhận tình yêu của anh dành cho em và các con nhé. À có mua rồi, có mua rồi. Tiền đâu mua vậy, vợ giữ hết rồi. Mà nói vậy chứ ít nữa là cô cũng sẽ thôi cùng phải trả cái thẻ này thôi. Đừng nói vậy chứ, nói vậy nó mất đi. Mất tình, mất vô tình. Ai nói vậy thì biết. Thì ngán sao nói vậy. Ít mượn nữa về thanh toán thì tính sao. Thu lại lời nói. Không, thu lại lời. Thu lại, thu lại. Đề nghị chương trình không được dựng cái câu nói đó vô đây. Đó, đây. Ngộ một cái là vợ chồng em sai chân cũng một sai. Em đi mua giày cho cổ, em chỉ cần vừa cái chân em là vừa cho cổ. Em đi mua nhẫn chỉ cần nó vừa cái tay em là sẽ vừa cái tay cổ. Đâu, bây giờ đeo vô coi nè. Đây, nha. Anh chắc chắn rằng em sẽ mãi mãi bên anh và các con. Anh đeo hai chiếc luôn kìa, trời sướng quá. Rồi đó, rồi đó. Rồi bây giờ đeo nhẫn rồi, giờ có hành động gì nữa không? Cảm ơn anh. Không cái thôi. Sao hôm đó? Sao hôm đó? Hôm ôm. Hai chồng ôm nhau được. Đó, trời ơi. Vậy